Xin chào các bạn. Thì ngày hôm nay tôi sẽ nói về một cái vấn đề về tiểu đường. Thì như chúng ta đã biết ấy, chúng ta thường nhầm lẫn tiểu đường là một căn bệnh, nhưng thực tế tiểu đường không phải là một loại bệnh mà nó chỉ đơn giản là một cái hiện tượng mà lượng đường trong máu của chúng ta nó cao lên thôi, đúng không? Tiểu đường được định nghĩa là nếu như mà lượng đường trong máu của chúng ta cao thì nó được gọi là tiểu đường. Đấy, hay còn gọi là đái tháo đường. Nếu mà đường huyết của các bạn trong máu nó cao ấy, trong một khoảng thời gian khá dài, thì đó chính là nguyên nhân gây ra các bệnh, ví dụ là bệnh tim mạch này, bệnh suy thận này, và các bệnh võng mạc và bệnh mắt. Thì tiểu đường là do lượng đường trong máu của chúng ta cao, nhưng mà không phải trong vòng 1 2 ngày đâu, mà nó cao trong trong nhiều năm. Đấy. Và bản chất của tiểu đường không phải là một loại bệnh. Nhắc lại một lần nữa nhé. Đấy, mà nó chỉ là một nhân tố để chúng nó cảnh báo chúng ta rằng nó sẽ là nguyên nhân ban đầu gây ra các bệnh về tim mạch, gây ra các bệnh về suy thận trong trong tương lai. Đấy. Vì sao như thế? Vì máu của chúng ta nó lưu chuyển trong khắp cơ thể và nó vận chuyển đến đến từng tế bào. Trong đó nó vận vận chuyển cả đường nữa để vào trong tế bào, và lượng đường nó sẽ được đốt cháy để nó chuyển hóa thành năng lượng. Chuyển hóa thành năng lượng. Mà năng lượng này dùng để duy trì sự sống của chúng ta. Đúng không? Nếu lượng đường trong trong cơ thể của chúng ta quá nhiều, chúng ta hãy tưởng tượng nhé. Tưởng tượng cơ thể của chúng ta là một cái hệ thống giao thông, và nếu mà lượng đường chúng ta quá nhiều thì nó sẽ như thế nào? Nó sẽ gây ách tắc giao thông. Và lúc này thì vì nó quá nhiều cho nên là hệ thống giao thông trong trong máu của chúng ta sẽ bị chậm lại. Điều này có nghĩa là các tế bào sẽ chờ đường để cung cấp để nó tiếp tục sống, đúng không? Vì là nó bị nghẽn mà, cho nên là đường nó sẽ không tới cái tế bào để nó nuôi sống, và như vậy thì tế bào sẽ chết dần đi. Đấy, đường nó quá nhiều sẽ làm tắc nghẽn hệ thống giao thông, và tất cả hệ thống trong cơ thể của chúng ta sẽ bắt đầu hoạt động chậm lại. Và không chỉ có đường đâu, mà sự vận chuyển oxy này, sự vận chuyển thức ăn này, và mọi thứ sẽ bị chậm lại. Đấy, điều này có nghĩa là tất cả các tế bào trong cơ thể của chúng ta như tim, tế bào não, thận, vân vân thì sẽ bị thiếu đường. Đường trong máu rất nhiều, nhưng thực sự những cơ quan mà cần đường để cung cấp lại thiếu. Và nó sẽ gây ra các triệu chứng ví dụ như là thèm khát này, đói này, và tế bào sẽ chết dần dần. Đó cũng chính là nguyên nhân khi mà ban đầu chúng ta thấy bệnh tiểu đường của chúng ta đấy, thì chúng ta sẽ cảm thấy khát nước này, chúng ta cảm thấy là thường xuyên đói bụng này, đấy, ăn nhiều nhưng mà lại sụt sụt cân, đúng không? Một câu hỏi được đặt ra: đường huyết trong máu của chúng ta bao nhiêu là cao? Thì vào những năm mà 1979 ấy, thì tổ chức dữ liệu tiểu đường thế giới ấy, viết tắt là NDDG, họ đã công bố con số cụ thể là 200 mg trên deci. Và nếu như lượng đường huyết của bạn cao hơn con số đó, có nghĩa là bạn đang bị tiểu đường, bạn là một bệnh nhân tiểu đường. Nếu con số chúng ta thấp hơn con số 200 này, thì bạn sẽ không mắc phải căn bệnh tiểu đường đâu, đúng không? Nếu lượng đường huyết của chúng ta cao hơn 200 mg trên trên deci trong khoảng thời gian khá dài, trên khoảng thời gian là một năm chẳng hạn, thì nguy cơ bạn mắc bệnh về võng mạc, về bệnh mắt sẽ tăng lên, nguy cơ bạn sẽ bị các bệnh về suy thận sẽ gia tăng. Và sở dĩ tại sao người ta chọn con số 200 mà không phải là 201 hay là 199 hay là 188 chẳng hạn. Đấy, bởi vì con số này nó sao? Nó tròn. Đấy, nó tròn trục,
nó giống như chỉ số huyết áp của chúng ta vậy. Chỉ số huyết áp tâm thu tâm trương của chúng ta là một 120 trên 80, đúng không? Và cũng có những con số sau này được cụ thể lại, đó là 227 mg trên deci-lít. Và thông thường chúng ta kiểm tra đường huyết ấy, chúng ta kiểm tra bằng cách nào nào? Chúng ta sẽ lấy mẫu máu ở ngón tay này. Đấy, lấy mẫu máu ở ngón tay này. Đấy. Thì chúng ta sẽ kiểm tra từ từ nó, và chúng ta sẽ lấy máu từ ngón tay để đo các chỉ số này. Đấy, nghĩa là chúng ta lấy máu từ ngón tay chứ không phải là từ tĩnh mạch. Nhớ nhá. Tĩnh mạch mới chính xác hơn. Đấy, và chúng ta sẽ đọc cái chỉ số và nó sẽ công bố cái chỉ số đó nhanh hơn 10% so với đường huyết chúng ta được đo bằng cách là tiêm vào ven. Vì vậy bạn sẽ đo được đường huyết mà chỉ số là hơn 200 mg trên deci-lít, thì nó chỉ là một cái chỉ số tham khảo thôi. Nếu 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 bạn đo đó chỉ đó là chỉ số tham khảo thôi, để chẩn đoán bạn có phải là bị tiểu đường hay không thôi, đúng không? Hoặc là nếu bạn sẽ làm tăng lên 10% của 200 đó, 200 mg trên deci-lít ấy, thì con số này sẽ xấp xỉ bao nhiêu? 250 mg deci-lít. Khi mà bạn đo bằng máy đo đường huyết chính xác hơn, đúng không? Vậy thì cuối cùng nhá, mình tóm tắt lại, đó là hệ bất kỳ ai mà có lượng đường huyết cao hơn 227 mg trên deci-lít khi mà bạn lấy mẫu máu từ từ ven, hay là nói cách khác đơn giản hơn là nếu như lượng đường huyết của bạn cao hơn con số đó trong một khoảng thời gian khá dài, thì nguy cơ bạn mắc bệnh tim, bệnh suy thận là khá lớn. Và cũng có những con số phát hiện được chỉ ra sau đó rằng nếu lượng đường huyết của bạn cao hơn 250 hoặc là 270 trong một khoảng thời gian khá dài thì gây ra các bệnh võng mạc, bệnh mắt, vân vân, các bệnh kéo theo bệnh tiểu đường đấy, nó cũng sẽ tăng. Đấy. Và mực đường huyết khoảng là 250 mg trên deci-lít thì được gọi là đường huyết cao khi mà chúng ta kiểm tra cái lượng đường huyết này sau khi ăn. Nhớ nhá. Sau khi ăn mà chúng ta kiểm tra lượng đường huyết mà cao hơn 250 mg trên deci-lít thì đó chính là chúng ta đang bị bệnh tiểu đường. Vậy thì chỉ số đường huyết của chúng ta an toàn là nó nằm ở trong khoảng nào? Đúng không? Đường huyết cao nhá, nhầm, đường huyết an toàn nhá. Theo tổ chức ADA của Mỹ, nó khuyến cáo đó là trước bữa ăn là 90 cho đến là 130 mg trên deci-lít thì nó an toàn. Sau bữa ăn thì nó nhỏ hơn 180 mg trên deci-lít thì nó là an toàn. Và trước khi ngủ, chỉ số này nằm ở trong khoảng 110 cho đến 150 thì nó là an toàn. Đấy. Đó là những điều mà chúng ta hiểu về bệnh tiểu đường. Và tôi sẽ nêu cụ thể hơn ở cái phần sau nữa. Các bạn hãy lắng nghe phần sau nhé.